TT5 mấy bạn. Rồi bây giờ là hai dàn chảo nha. Rồi một dàn chảo ngoài là 9 cái chảo, dàn chảo trong là 8 cái chảo các bạn. Tổng cộng là dàn chảo 17 cái. Nhìn nó lai thế nào các bạn ơi, các bạn. Quá trời tới rồi. Quá lực à. Ôi trời. New Hon TT5 mấy bạn ơi, chạy quá dữ, hai chảo luôn.
Trời ơi, chạy gì ba tít su te vậy trời? Sắp sửa hết rồi, như 9 chảo 10 chảo vậy hả? Chảo. Vậy vàng này là 9 chảo các bạn ơi. Tổng cộng hai vàng nhập lại là 18 cái chảo. Vàng bên kia 8 hả? Phải nói là giống như đoàn xe lửa. Một cái thửa rất là lớn đó mấy bạn. Trời ơi, cắt đầu luôn mấy bạn ơi. Một chảo này nó nặng nè, chạy nó mới giữ, xới mới xong mấy bạn. Ấn không?
Má ở lui rồi kìa. Quá. Rồi. Dạ tốt chiếu luôn.